Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chiasi A318, một mẫu xe đạp thương hiệu của Mỹ cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe. Thương hiệu Chiasi được chạy bộ đồ chuyển động đề sau AC da và phía trước cũng AC da, full bộ chuyển động Shimano AC da với 8 lít 3 đĩa và 24 tốc độ. Và chiếc xe đạp không nhôm, bộ khung của chiếc xe là nhôm, thương hiệu Chiasi. Lớp sơn hình thức của chiếc xe các thứ này khá là mới và đẹp, các bác thấy lớp sơn chiếc còn rất là bóng mịn, hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những cái vết xước gọi là xước răm do qua quá trình sử dụng và xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn, nhìn về tổng thể ngoại hình của chiếc xe thì chiếc xe giữ được cái độ mới và đẹp, nó còn tương đối là tốt. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng các bác nhé, toàn bộ nguyên zin hết, đồ nguyên zin nguyên bản Chiasi, lốp cũng là lốp nguyên zin. Vành bánh của chiếc xe đây là vành bánh 26 inch máy Lovatec, bánh bi vòng mặt đạn. Vi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Asiza. Đây là 9 speed, 9 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Phanh dầu Shimano. Máy trước Novatec bi vòng. Đây là giảm xóc dầu theo xe. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sao em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm, thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì là phù hợp. Động rất mượt mà. Chiếc xe đang bán bên em mức giá thì có là 6,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, gặp lại các bác trong những video lần sau.